Sư cho con hỏi, bàn thờ Phật Bổn Sư kệ trên, thờ ông bà kệ dưới có sai nguyên tắc không? Thì ở nhà quý vị thì quý vị làm sao cũng được, không có vấn đề gì. Cho nên là khi mình lạy thì mình lạy lạy Phật rồi mình lạy ông bà luôn thì cũng không sao. Còn chư tăng thì do giới luật cho nên là phải tách riêng. Thành ra là đó, bàn thờ Phật là riêng. Còn thí dụ như có thắp cốt thì để riêng, thậm chí là các vị thầy tổ cũng để riêng chứ không có để chung với Phật.